Xin chào các em. Chúng ta sang bài mã số ID là 515. Bài toán này là bài toán yêu cầu tìm công thức của hai axit bất kỳ nhưng người ta thực hiện phản ứng với AgNO3. Khi phản ứng với AgNO3 là phản ứng tráng bạc thì để nhằm mục đích để các em biện luận ra trong hai axit đó có một axit là axit formic. Đây các em biện luận đây. Axit thứ hai hơn axit formic một nhóm trước. Vậy axit thứ hai phải là axit hai trước. Đặt số mol là x và y, mục tiêu thầy phải tìm được x và y và r này. Như vậy có những phương trình nào để tìm ra nó? Phương trình thứ nhất là phương trình tráng bạc. Phương trình tráng bạc này của thầy, số mol bạc là 0,4. Axit formic này tạo ra muối amoni vô cơ. Còn axit hai trước này của thầy tạo ra axit hữu amoni hữu cơ. Khối lượng là 13,8 gam. Như vậy thầy có phương trình thứ nhất là phương trình tráng bạc, thầy có 2x bằng 0,4. Phương trình thứ hai là phản ứng với NaOH tạo ra muối. Các em nhận thấy rằng từ M mà chu lên M cộng 8,8 tức là tăng 8,8 gam. Như vậy, thầy nghĩ ngay đến tăng giảm khối lượng, cụ thể là tăng khối lượng. Thầy nhấc cái chức axit này ra, thì suy ra khi nó chuyển thành chức muối thì nó tăng là 22. Như vậy, thầy đã tính được số mol của nhóm chức axit này sẽ bằng 0,4 mol. Kết quả bảo toàn nhóm axit, thầy có x xì cộng 2y bằng 0,4. Lắp xuống dưới này. Giải hệ các em tìm thấy x bằng 0,2 và y bằng 0,1. Để tìm ra R này, thầy sử dụng khối lượng muối amoni hữu cơ này. Đây là amoni hữu cơ. 0,1 mol nhân với R cộng 62 nhân 2 bằng 13,8. Giải phương trình các em tìm ra R bằng 14, tức là nhóm CH2. Kết quả cái axit thu được phải là axit malolic. Axit có 3C và 2 trước. Tính thêm khối lượng nữa thì các em tính ra M của thầy sẽ bằng 0,2 nhân 46 cộng với 0,1 nhân 104, tức là tổng khối lượng của hai axit này cộng vào bằng 19,6 gam. Như vậy đáp án thầy chọn là đáp án D.